Tiếp theo phần mục tiêu học tập thì mình sẽ nói về lập trình BIP8259. Cái thuật toán xác định chế độ làm việc của BIP8259 nó được sử dụng thông qua cái hai cái con điều hai cái bit điều khiển, hai cái chế độ tiêu điều khiển, hai tiêu điều khiển nó là OCW và ICW. Nó sẽ được thông qua hai cái từ này, và để trước khi mà cái bit 8259 nó khởi động ấy, thì nó cần phải xác lập cái chế độ làm việc của nó đã. Đấy, trước khi sử dụng. Và quá trình này được gọi là lập trình khởi động thiết bị. Việc lập trình bit 8259 ấy, nó được thực hiện qua cái từ điều khiển ICW, và nó được thể hiện thông qua các bước. Đầu tiên nó sẽ gọi ICW1 ra, và nó sẽ đi đến ICW2, đi qua cái từ điều khiển thứ hai, và đến lúc này thì nó sẽ hỏi có ghép tầng hay không. Nếu mà có thì nó sẽ gọi IC3 và nếu mà không, còn nếu không nếu không thì nó sẽ chạy đến IC4. Và lúc bây giờ thì tiếp tục cái quá trình của nó sẽ hỏi là có IC4 hay không, có cái từ điều khiển khởi động IC4 hay không. Nếu có thì sẽ nếu có thì nó sẽ đến đến IC4, còn nếu không thì nó như thế nào, nếu không thì nó sẽ bit 8259 nó sẽ sẵn sàng chế độ làm việc. Sẵn sàng chế độ làm việc, và cái sơ đồ thuật toán này được thể hiện như sau. Toán lập trình khởi động viết 8259, và cái quá trình này nó sẽ được đây, thuật toán đây. Đấy, nó qua IC1 có cái dấu dấu hình thoi, nghĩa là quá trình đúng hay sai. Nếu đúng thì nó sẽ tới ICW3, còn nếu sai thì nó sẽ đến IC tín hiệu điều khiển IC4. Đấy. Tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý ở điều gì ở thuật toán này. Đúng
và lưu ý gì ở những khóa này, thì khi mà từ ECW1 đến ECW2 thì số hiệu ngắt ILW ấy, nó sẽ khi mà tới thì tới đây đây trên này cho dễ đi, tới này rồi thì số hiệu ngắt nó sẽ là số hiệu ngắt của IRQI thì nó sẽ là W2 cộng với I, đấy là nó ra. Còn nếu mà trong WCW3 nó mà có trong bít thở một đấy, đây cái giá trị này có ICW có trong bít thở một nó sẽ là với tương ứng với cái giá trị là IDX bao nhiêu cái nào, 5 cái đấy. CAS1 CAS2 chứ, rồi tiếp đến là CAS1 CAS0. Trong đó có CAS chính là cái gì nào? CAS chính là các tín hiệu kết nối tầng, là đầu ra đối với mạch vi mạch trụ và là đầu vào đối với vi mạch thở. Giả sử như là giả sử như ICW3 có trong bít thở 1 sẽ có đây, có trong bít thở 1 nó sẽ có dạng là 1 5 100 8 chưa? Đấy, có 8 bit cơ mà, có 8 bit. Cái đây là có 1 trong 3 cái nhá, 1 là CAS, 2 là CAS1 và CAS0, 1 trong 3 cái đó. Đấy, và nếu như vậy thì theo giả sử đấy, theo giả sử ICW3 có trong bít thở 1 sẽ là bằng đây, tôi nói chuyện đấy, tiếp theo tới phần này thì chúng ta có được một cái lưu ý, đó là số hiệu ngắt của IRQI nó sẽ là cộng với I, và đồng thời một điều nữa, đồng thời một điều nữa là ICW3 tín hiệu ngắt thứ ba có trong
biết thọ, có trong biết thọ một nó sẽ bằng đấy hoặc là CAF một hoặc là CAF hai hoặc là CA không đấy. Đó là những điều chúng ta cần phải chú ý. Qua một thứ ba đó là tín hiệu điều khiển ECW1. Ở tín hiệu này thì chúng ta sẽ có là các bit từ D0 đến D7. D5 đến D7 thì nó không dùng cho CPU sáu. Dùng cho CPU 86. Còn nếu như IC4 tức là bit D đấy thì nó cho biết là có cần cái tín hiệu điều khiển IC4 hay không. IC4 là bit D thì nó cho biết là có cần IC4 hay không. Và nếu như mà IC 4 ấy, mà nó bằng không thì nó không cần. Còn nếu như mà IC 4 mà nó bằng 1 thì nó có tín hiệu thứ tư này đấy. Còn bit tiếp theo đó là bit D1 đó chính là bit F V FN VL đấy. Bit này là cho biết hệ thống nhắc chỉ có một bit hay nhiều bit kép tầm. Hay có nhiều bit kép tầm. Đấy. Nếu mà cái bit D1 này mà không thì có kép tầm. Nếu như mà là nó có kép tầm. Còn nếu như mà bit D1 này mà nó bằng một thì nó là sẽ là chỉ có một bit 8259 thôi, nghĩa là chỉ có một bit 8259 thôi, nó không có bit trôi, nó cũng không có bit thời gì. Bit tiếp theo đó là bit AD
hay là bit D2. Bit này là không dùng cho CPU 86, không dùng nhá. Đối với bit này ấy, thì nó có một cái các xác định dạng tín hiệu ERP có đó là cái chỉ số này. Nếu như mà cái chỉ số này bằng 1 thì nó ERP nó phải làm cái tín hiệu TTL. Phải nhá. Còn nếu như nó bằng không thì ERP phải là tín hiệu dạng siêu. Việc mà chúng ta cung cấp cho CPU số ngắt tương ứng với cái yêu cầu ngắt ERP đấy, tức là ngắt ở đâu thì tương ứng với đấy, thì số ngắt này sẽ đại diện cho một cái địa chỉ cho chương trình con nó phục vụ thiết bị yêu cầu ngắt ERP. Số ngắt này sẽ đại diện cho một cái địa chỉ nào đó hiểu không, và nó có thể là cho phép hoặc là không cho phép các yêu cầu ERP kích hoạt hệ thống ngắt. Thì nó thông qua các con tín hiệu từ NAT này. Đấy. Mà nó có thể là đọc kênh cho cái quá trình khởi động của con bit 8259. Và tiếp theo nó là D4. D4 của nó mà nếu là bằng 1. Đấy. D4 nó sẽ có 1. Và cái tín hiệu D5, D6 D6 bằng tiếp với D7 và nó bằng 0. Chúng ta có thể tóm được lại bằng một cái hình vẽ như này. Đây. Đây chính là D7 thì nó bằng 0. Đây là D6 thì nó bằng 0 luôn. Và D5 cũng bằng 0. Riêng cái D4 thì nó bằng 1. Và tín hiệu của D3, tín hiệu của D3 thì nó chính là cái bit chính là cái LTTIM đấy. Và cái tín hiệu này bằng 1 thì ERP phải là mất tín hiệu TTL. Còn nếu như mà nó bằng 0 thì cái ERP ấy, những cái tín hiệu ngắt đấy, nó gọi là tín hiệu giả siêu. Do vậy chúng ta tổng hợp lại nó có dạng là ADI, và nó sẽ bằng 1 thì nó sẽ là dạng tín hiệu TTL.
Còn nếu nó bằng không thì nó sẽ là dạng tín hiệu nhạc sương. Còn cái D2 này, D2 này nó là cái gì? D2 này nó chính là ai mình nhầm, D3 nó là LT IM. Đấy. Còn D2 nó chính là cái AD. Đối với cái CO mà có 86 thì nó không dùng. D1 nó chính là tín hiệu S, N và L. Tín hiệu này bằng không thì nó không có nó có, không cần nó có cái tầng, có cái tầng. Còn nếu nó bằng một thì nó là không ghép tầng. Bit tiếp theo là bit D0. Bit D0 thì cái bit này nó giá trị của nó tương ứng là IC4, và cái bit này là bằng không thì nó sẽ không cần đến IC4, không cần đến cái tín hiệu này. Không cần nhá. Còn nếu bằng 1 thì nó có thêm cái giá trị tín hiệu điều khiển thứ tư này. Đấy. Qua phòng tín hiệu ECW2. Tiếp theo phòng tín hiệu ECW2 thì ta có rõ ràng là điều là nó cũng tương tự với cái ban nãy, và nó được định nghĩa dựa trên cái số ngắt nền trong 7 số ngắt còn lại. Trong đó thì bit T7 đến T3, tức là bit từ D7 đến D3 thì nó là 5 bit cao của số ngắt, ba cái bit còn lại không liên quan đến đầu vào của cái đầu game. 5 bit cao thì do người sử dụng tùy chọn thì nó sẽ cùng với 3 bit thấp mà không xác định số nền ngắt, và dựa trên cái số nền ngắt tương ứng này, cái đầu không này thì bit 8 2 9 sẽ tự tạo ra một số ngắt tiếp theo tương ứng đến ILW 7. Ở đây